Ngoại trưởng Nhật Kono Taro trong cuộc họp với người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov hôm 30 tháng 5 tại Tokyo nói rằng Nhật không thể chấp nhận sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga tại một chuỗi đảo có tranh chấp. Nga kiểm soát chuỗi đảo người Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc mà Nga gọi là Kurils kể từ đệ nhị thế chiến, và đó cũng là lý do hai nước chưa chính thức chấm dứt thù địch kể từ cuộc chiến. Tại cuộc họp 2+2 cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Takeshi Iwaya và người đồng nhiệm Sergei Shoigu phía Nga, Ngoại trưởng Nhật nhấn mạnh Tokyo không thể chấp nhận sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga tại khu vực này, trong khi Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow chỉ là đang tiến hành các hoạt động quân sự trong lãnh thổ chủ quyền của riêng họ. Cuộc họp 2+2 được tổ chức để chuẩn bị cho cuộc gặp song phương sắp tới giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian diễn ra thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng tới ở Osaka.